Nữ ca sĩ Ngân Hoàng qua đời vì ung thư ở độ tuổi 31. Sau gần một năm chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày, nữ ca sĩ Phan Ngân Hoàng đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào sáng ngày 11 tháng 7. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 14 tháng 7 vừa qua, tại Thánh đường Thánh Đức số 45, đường 3 tháng 2 Đà Nẵng, gia đình của nữ ca sĩ Phan Ngân Hoàng đã tổ chức thánh lễ tiễn biệt cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Theo những người thân của nữ ca sĩ cho hay, trong những ngày cuối đời, Ngân Hoàng vẫn sống vui vẻ, lạc quan và kiên cường chống chọi với bệnh tật. Trước đó một năm, vào tháng 7 năm 2016, giọng ca đến từ Đà Nẵng đã ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên Dưới Giàn Hoa Cũ, gồm những ca khúc nổi tiếng của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An. Sau đó vài tháng, nữ ca sĩ phát hiện mình bị ung thư dạ dày và phải nhập viện. Ở trong bệnh viện, dù phải chịu những cơn đau hành hạ của bệnh tật, Ngân Hoàng vẫn luôn lạc quan và yêu đời, cô còn hát tặng mọi người ngay cả trên giường bệnh. Sự ra đi của Hoàng ở độ tuổi 31 khi những ước mơ, hoài bão và dự định trong âm nhạc vẫn còn dang dở khiến cho gia đình, người thân, bạn bè cùng những tâm hồn điệu bộ với giọng ca trữ tình vô cùng đau đớn, tiếc nuối. Văn Ngân Hoàng sinh năm 1986 tại Đà Nẵng, cô từng tham gia tiếng hát truyền hình HTV 2014 và lọt vào top 12 hạng mục thính phòng.